Chiều ngày 18 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã chủ trì họp báo thông tin về dự thảo nghị quyết thay thế nghị quyết 54/2017 thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Trao đổi với báo chí, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Phan Văn Mãi khẳng định nghị quyết mới khi ban hành sẽ khắc phục những khó khăn hiện tại, tháo gỡ những vướng mắc về thể chế, huy động nguồn lực xã hội ngoài ngân sách, phân cấp phân quyền cho thành phố chủ động hơn trong thủ tục, đặc biệt tháo gỡ cho thành phố Thủ Đức. Là cho đến giờ này thì ủy ban đã phân công các sở ngành nghiên cứu một số cái nội dung cần phải trình sớm và đã có nghiên cứu hoàn thiện các đề án, các kế hoạch. Là chắc chắn là trong quá trình thực hiện cái nghị quyết này thì các sở ngành của thành phố phải nỗ lực nhiều hơn, phải phối hợp với nhau đồng bộ hơn, tốt hơn thì mới giải quyết được vấn đề. Tại buổi họp báo, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh Lê Duy Minh nhận định đất đai là nguồn lực lớn để tăng ngân sách, thực hiện các chủ trương lớn tăng đầu tư công. Theo ông Minh, trong nghị quyết mới, Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất việc các cơ quan trung ương có cơ sở nhà đất trên địa bàn sẽ rà soát, đấu giá và thành phố sẽ thu được 50% trên số tiền còn lại. Tuy nhiên, Quốc hội vừa ban hành nghị quyết 74/2022 bao trùm nội dung này. Hiện nay, các cơ quan trung ương đang sắp xếp các cơ sở nhà đất theo nghị quyết này. Về cái nguồn lực thành phố trong thời gian sắp tới thì chúng tôi cũng đang tham mưu cho đồng chí chủ tịch, đó là chúng ta sắp xếp bố trí lại các cái cơ sở nhà đất từ các cái địa phương, tức là quận huyện, thành phố Thủ Đức sẽ tiến hành các phương án, các sở ngành chúng ta cũng tiến hành các cái phương án sắp xếp nhà đất. Và trên cơ sở như vậy thì trong năm 2023 này chúng ta phải xây dựng xong cái phương án sắp xếp, và từ năm 2023 thì chúng ta tiến hành thu hồi nếu các khoản đất mà để lãng phí và chúng ta tiến hành đấu giá. Thì đây cũng là một cái nguồn lực rất là lớn cho thành phố trong cái việc tạo thêm cái nguồn lực để thực hiện cái nghị quyết mới thay thế nghị quyết đồng thư. Cũng tại buổi họp báo, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thị Huỳnh Mai cho biết, điểm đáng chú ý của nghị quyết mới là khơi thông nguồn lực với nhiều chính sách hoàn toàn mới, chẳng hạn như mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông TOD, cơ chế đầu tư các dự án theo phương thức PPP trong lĩnh vực văn hóa thể thao, BOT đối với các dự án đầu tư công trình nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa đường bộ hiện hữu. Với sự biên tập và với sự đề xuất của các sở ngành của thành phố cũng như là cái sự đồng tình của các bộ ngành có liên quan thì đã kiến nghị chính phủ và được chính phủ báo cáo với Quốc hội về trong dự thảo, thì cũng đã cho phép kiến nghị là mở rộng các hình thức hợp tác công tư đối với lĩnh vực văn hóa thể thao. Thì đây là một trong những hình thức mà cần thiết cho thành phố. Thì bên cạnh đó, ngoài cái hình thức hợp tác công tư trong lĩnh vực văn hóa thể thao thì trong dự thảo lần này cũng rõ cái vấn đề là BT tiền và cái BT hình cũ. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Toàn Thắng cho biết, các doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn lực đất đai. Vì vậy, dự thảo nghị quyết mới đã cho phép hộ gia đình, các tổ chức thuê đất hàng năm được áp dụng hệ số theo bảng giá đất. Doanh nghiệp sẽ biết mình phải trả tiền sử dụng đất bao nhiêu, đảm bảo minh bạch. Thì lần này là trong nghị quyết 54, chúng tôi cũng không thể xin hết toàn bộ nội dung, bởi vì có những nội dung là luật đất đai sửa đổi sẽ chứa đựng, nhưng mà hai nội dung quan trọng nhất Thành phố Hồ Chí Minh là xin lần này là được đưa vào nghị quyết 54, đó là việc mà bồi thường không chỉ bồi thường bằng tiền, bằng vùng loại đất mà các loại đất khác, đa dạng hóa loại hình để mà làm sao cho doanh nghiệp hoặc là các tổ chức chủ đầu tư vào có thể được tạo quỹ đất bằng cách nhanh nhất. Thì cái nội dung này cũng được cho phép trong cái nghị quyết 54.